Chàng trai trọng sinh về quá khứ lại phát hiện mình không còn là người, mà đã trở thành bộ xương khô sơ cấp trong trò chơi. Đã vậy còn là lính xương khô pháo hôi tùy ý người chơi triệu hồi. Thiếu nữ Lolita trước mắt chính là người chơi đã triệu hồi anh. Lúc này thiếu nữ đang nhìn tôi chằm chằm, ngươi còn không động đậy nữa thì hai ta xong đời mất. Tôi nghe vậy cũng chẳng hiểu ra sao, chẳng lẽ nơi này là thế giới sau khi chết sao? Mãi đến khi sói cương thi tinh anh đuổi ngay sát nút, tôi mới hiểu nơi này không phải thế giới sau khi chết, mà là thế giới trò chơi mà tôi chơi lúc còn sống. Trương Manh Manh thấy vậy thì cuống cuồng cả lên, cô ấy giục tôi mau xông lên ngăn nó lại, nhưng tôi còn chưa rõ rốt cuộc cô ấy là ai mà lại dám ra lệnh cho tôi như vậy. Nhưng thoát cái, sói cương thi đã trổng lên. Với một người chơi có kinh nghiệm phong phú như tôi thì tôi sớm đã nắm rõ nhược điểm của nó như lòng bàn tay. Nhưng cánh tay tôi bỗng trở nên rời rạc, nhìn những mảnh xương khô vỡ vụn trên đất, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vốn là một người chơi truyền kỳ trong thế giới trò chơi, chỉ vì một vụ tai nạn mà bị ép làm hướng dẫn trò chơi, cuối cùng bị câu lạc bộ vô lương bóc lột đến đột tử. Khi tỉnh lại mới nhận ra mình đã trọng sinh thành lính xương khô phế nhất, còn bị một pháp sư vong linh tân binh triệu hồi. Lúc này móng vuốt sắc nhọn của sói cương thi đang dẫm lên người tôi. Vũ khí của Trương Manh Manh cũng thăng cấp. Lúc này ánh mắt tôi bỗng trở nên sắc lạnh. Tôi tóm lấy trường kiếm, chớp mắt đã khiến sói cương thi đầu lìa khỏi cổ. Lần này tôi cuối cùng cũng đã sống sót. Xem ra thân xác xương khô này cũng không phế như tưởng tượng. Trương Manh Manh cũng sốc ngang trước cảnh này. Cô không ngờ lính xương khô cô triệu hồi lại lợi hại đến mức chém chết được sói cương thi hơn cấp. Chẳng lẽ cậu ấy là vật triệu hồi biến dị sao? Nếu là vậy thật thì mình cũng thực may quá. Phải biết xác suất vật triệu hồi biến dị chỉ có 1/100 triệu. Cô vội vàng nhặt trang bị và vật liệu rơi đầy trên đất lên trong sự phấn khích. Sau đó tôi lại bắt đầu cuộc chiến kéo dài 2 phút rưỡi. Trước mắt tôi đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể này và đã có thể chém sói cương thi như chém trà. Nhưng thứ tôi bất ngờ nhất vẫn là hệ thống này. Xem ra chỉ cần không ngừng giết quái, giết người chơi là có thể thăng cấp. Lúc tôi còn đang suy nghĩ xem lính xương cấp thấp nhất này sẽ tiến hóa thành thứ gì thì cơ thể tôi đã thăng cấp thành kiếm sĩ xương cấp 2. Không chỉ nâng toàn bộ thuộc tính lên 80% và nhận được kiếm xương cốt nhận cương kiếm, tôi thử vung kiếm, độ dài và hiệu quả khá ổn. Không ngờ lần đầu tiến hóa lại có thể lên nhiều như vậy. Trước mắt lực chiến của tôi đã bỏ xa những người chơi cùng cấp. Nhưng lúc này tôi bỗng ý thức được rằng nếu một vật triệu hồi như tôi bị phát hiện có ý thức của người chơi thì chắc chắn sẽ bị coi là dị đoan. Tôi nhất định phải có thực lực 1 địch 100 thì mới có thể sinh tồn. Nhưng giết sói tiếp đã không còn hiệu quả, tôi phải mau đến cảnh mạnh hơn để giành điểm tiến hóa. Lúc này Trương Manh Manh bỗng ôm lấy tôi đầy phấn khích, về sau tiến bước lên đỉnh cao cuộc đời đều dựa vào ngươi cả đấy. Đợi ta nhặt trang bị xong sẽ canh đợt sói tiếp theo nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ giàu to chỉ trong một đêm. Nhưng tôi lại vội vàng ra dấu ích, không ngờ cô em đó lại hiểu, còn hiểu tôi muốn đi nơi khác đánh quái. Xem ra khả năng biểu đạt của tôi hoàn mỹ vô cùng. Nhưng giây sau cô em đó đã quỳ mọt xuống đất. Đừng mà, đừng mà, nơi này không chỉ nhiều quái, ngươi còn đánh nhanh. Xin ngươi đấy ở lại nơi này có được không? Thấy vậy tôi chỉ biết cạn lời. Lần đầu thấy người chơi cầu xin vật triệu hồi của mình như vậy. Nhưng chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ thu hút những người chơi khác. Nếu gặp người chơi cao cấp, chỉ sợ cô em này sẽ bị giết ngay tại chỗ, thì có lẽ mình cũng bị giải thể mất. Thế là tôi liền vác Trương Manh Manh lên. Mà cô ấy có phản kháng vẫn đi thẳng đến cảnh mới. Lát sau chúng tôi đã đến núi Mãnh Hùng. Lúc này một tên đầu trọc đang bị gấu mãnh chảo ép vào góc. Đầu trọc đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh ta còn tưởng đồng đội đến cứu anh ta. Tôi vác theo Trương Manh Manh đứng phía sau anh ta đầy u ám, khiến anh ta phải hét to có ma. Nhưng tôi không ngờ cô em ngố Trương Manh Manh cũng hét theo. Đầu trọc đáng sợ quá. Cuối cùng anh chàng người chơi chỉ còn dính máu vậy mà lại bị hù chết. Lúc này gấu mãnh chảo cũng đã phát giác ra chúng tôi, nó lập tức xông về phía tôi. Trương Manh Manh lo sợ vô cùng, người chơi cấp 5 còn chẳng đánh nổi, chúng ta mau bỏ chạy thôi. Nhưng tôi lại thấy mừng thầm, xem ra sẽ không ai đến làm phiền tôi rồi, tôi cũng đỡ phải hù chết mấy người chơi. Đã thế mấy người chơi đó còn chu đáo giúp tôi tập hợp hết quái vật gấu lại với nhau, như vậy sẽ rất có lợi cho tôi đánh quái. Sau đó tôi liền ném Trương Manh Manh sang một bên, cô ấy vừa định mắng chửi tôi thì bỗng nhận ra quái vật gấu quanh đó đều đã bao vây lại. Sương ơi, coi như ta cầu xin ngươi đó có được không, chúng ta mau chạy đi thôi. Nhưng tôi lại xông lên đánh quái. Cũng cùng lúc đó hệ thống vang lên nhắc nhở bạn đã thu hút gấu mãnh chảo, và đó cũng là điều tôi mong muốn. Trước tiên cứ kéo hết thù hận lên người tôi, như vậy sẽ không cần lo cho an nguy của Trương Manh Manh nữa. Sau đó chỉ tận dụng kỹ thuật và sự hiểu biết của mình về quái vật là có thể răng lưới tóm gọn chúng. Tôi nắm rõ từng động tác của gấu mãnh chảo trong lòng bàn tay, dựa vào những nước đi cao siêu để tránh mọi đòn tấn công. Trương Manh Manh đứng bên chỉ biết ngẩn to te, siêu quá đi, không chỉ tránh được tất cả đòn tấn công, thậm chí còn có thể dẫn dắt gấu mãnh chảo công kích đồng loại. Tôi là xương khô nên sẽ di chuyển nhanh hơn người chơi bình thường, vừa hay gấu mãnh chảo lại là dã quái có sức tấn công mạnh nhưng lại chậm chạp. Tôi đã tận dụng ưu thế về tốc độ, tấn công nhanh chuẩn vào cổ chân yếu điểm của chúng. Chẳng bao lâu toàn bộ quái gấu đã bò rạp vì tê liệt. Sau đó chỉ cần tấn công điểm yếu là có thể chém giết chúng bằng bạo kích sát thương gấp đôi. Nhưng gấu mãnh chảo được xưng là sát thủ tân binh, đương nhiên cũng không dễ hạ như vậy, bởi vì sau khi cơ thể bị phế, có khả năng chúng sẽ sử dụng kỹ năng lôi đình, chấn động và dòng điện cực mạnh sẽ làm người chơi tê liệt ngay tức thì. Tôi lập tức phi qua bảo vệ Trương Manh Manh ở phía sau. Cô ấy tưởng tôi không chịu nổi, rồi lại kinh ngạc khi nhận ra tôi chẳng hề hấn gì. Chỉ vì tôi không phải là người mà là một bộ xương khô, lôi điện hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tôi. Sau khi sử dụng kỹ năng lôi đình vừa hay có 3 giây đứng hình, sau đó tôi liền đâm thẳng kiếm vào đầu gấu mãnh chảo. Khi tiếng gào giống xé gan xé ruột vang lên, gấu mãnh chảo đã bị tôi giết chết. Nhìn đám gấu mãnh chảo còn lại đang tiến đến, tôi chẳng hề nao núng, vì tôi đã thuộc lòng phương thức tấn công của chúng.
Sau đó tôi chỉ cần lặp lại như trước là được, chỉ cần ở đây đánh quái cho tới lần tiến hóa tiếp theo. Rồi thịt luôn boss ẩn là xong. Trương Manh Manh ôm miệng vì kích động, tính xương của mình quá là đỉnh, thao tác cứ như đại thần giang thành người chơi truyền kỳ. Không phải chứ, chẳng lẽ đây chính là bất ngờ do vị đại thần đó chế tác, mà mình vừa hay lại triệu hồi được đấy chứ? Hơn nữa hình như càng nhìn càng thấy lính xương đẹp trai. Cuộc đời tươi đẹp của chị trông cậy vào ngươi cả đó. Chẳng bao lâu đã tích được 400 điểm tiến hóa, vì biểu hiện nổi trội của tôi, hệ thống còn mở khóa trạng tiến hóa ẩn, tuy là cần 2000 điểm tiến hóa, nhưng đầu tư càng nhiều thì càng có lợi. Dù sao thì tôi cũng rất tò mò, ẩn tiến hóa tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng sau khi giết con gấu mãnh chảo cuối cùng, lại vẫn thiếu 20 điểm tiến hóa, hơn nữa tạm thời nơi này cũng sẽ không cập nhật lại gấu mãnh hùng nữa. Tuy chưa thể gom đủ điểm tiến hóa, nhưng may mà đã kích hoạt được boss ẩn ngoài lề, nhưng tiếc là chỉ dựa vào kinh nghiệm và tốc độ thì rất khó để giết boss ẩn ở cấp độ này, tình hình này chỉ đành đợi tiến hóa xong mới khiêu chiến được. Cơ thể bỗng cảm nhận được một tia xúc cảm, đây chính là luồng liên kết giữa tôi và Trương Manh Manh. Thì khoảng cách có hơi xa, nhưng mình vẫn có cảm giác dù không cần nhìn cũng biết cô ấy đang làm gì. Quả nhiên, cô em đó vẫn đang phấn khích nhặt trang bị trên đất. Tôi vừa định bước qua, thì lại thấy một nhóm người chơi bước đến. Ôi mẹ, không biết tên khốn nào dám giết sạch quái trên địa bàn của công hội hổ thú chúng ta nữa. Lập tức ra lệnh cho người ra sức lục soát, xác quái còn chưa biến mất, chứng tỏ kẻ đó còn chưa đi xa. Lúc này, Trương Manh Manh vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới đổi tiền, mà chẳng hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Cô là ai, tại sao lại ở trên địa bàn của công hội chúng tôi? Trương Manh Manh nghe vậy chỉ biết cười gượng, vật triệu hồi của tôi tự chạy mất, nên tôi qua đây tìm thử xem sao. Lần đầu nghe nói vật triệu hồi tự mình bỏ chạy, đã lập tức kêu thuộc hạ trói cô lại, ép hỏi Trương Manh Manh những tiểu đội khác đang ở đâu. Tên mũ xanh lập tức dùng kỹ năng dò xét và nhận ra cô không nói dối, con bé này là pháp sư vong linh cấp 9, chỉ mới triệu hồi được lính xương tốc độc chậm công kích thấp. Gấu mãnh chảo ở đây không thể nào là do cô ta giết được. Hơn nữa, vết thương của gấu mãnh chảo vô cùng đều, rõ ràng là bị người chơi chức nghiệp hệ kiếm sát thương. Quan trọng hơn cả là cô ta quả thực không có tổ đội. Con bé này chắc hẳn chỉ là đứa ngây thơ lạc nhầm vào khu này mà thôi. Song, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho một vưu vật như vậy được? Hắn lập tức bộc lộ bản chất xấu xí với Trương Manh Manh. Trương Manh Manh run rẩy vì sợ hãi, "Tính xương, giúp ta với." Mà lúc này, thoát cái tôi đã xuất hiện phía sau hai người. Giây phút tên mũ xanh quay đầu nhìn lại, thì cả phó bản chỉ còn lại tiếng hét thê thảm của gã. Trương Manh Manh đẫm nước mắt nhào về phía tôi, "Lính xương, cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi, ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi đấy." Nhìn đám người chơi chạy đến vì nghe thấy tiếng hét, tôi liền vác Trương Manh Manh lên bỏ chạy, nhưng trường kiếm trong tay tôi đã làm lộ ra chuyện lũ gấu mãnh chảo bị tôi giết chết. Người chơi công hội hổ thú phía sau cật lực đuổi theo. Trương Manh Manh thấy vậy liền kêu tôi bỏ cô ấy xuống, nói không chừng còn có thể giúp ngươi đánh nhau đấy. Nào biết trong mắt tôi tân thủ không đáng tin đến nhường nào. Thấy tôi không định bỏ cô ấy xuống, Trương Manh Manh liền ngượng đỏ mặt, "Lính xương không nỡ bỏ mình sao? Chắc không phải là có ý với mình rồi đấy chứ? Khi nhìn gần cũng đẹp trai đấy, tiếc là nó cũng chỉ là bộ xương khô mà thôi." Nhưng giây sau tôi đã thẳng tay ném Trương Manh Manh vào bụi cỏ bên cạnh, một mình dẫn dụ tất cả người chơi khác đi. Đối phương không hổ là tổ đội giết người hoàn mỹ, có người chơi tăng phụ trách cận chiến, còn có xạ thủ phụ trách quấy nhiễu từ xa. May mà vừa nãy đã tập kích được một tên cung thủ. Nhưng lúc này đội trưởng đã phát hiện điểm bất thường, hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ, sau đó hắn liền kêu tên cung thủ dùng kỹ năng dò xét. Nhưng sau đó tôi đã ra dấu tay thân thiện, khiến tên cung thủ vốn đang nóng tính càng thêm nổi nóng, huy kẹt lời hay ý đẹp rồi phát động công kích với tôi. Tuyệt cá đã mắc câu, đội trưởng thấy không có gì nguy hiểm, liền dẫn theo thuộc hạ còn lại cùng xông lên, chiến trì nặng nề đập xuống đất. Nhưng ngay sau đó đội trưởng liền lộ vẻ kinh ngạc, phó bản thoát cái đã chuyển sang cảnh báo đỏ. Chỉ một cú nhảy, tên người chơi mũ xanh đã bị giẫm chết tại chỗ, đám người nhao nhao bỏ chạy, lại phát hiện cơ thể không tự chủ bay lên không trung. Đây chính là kỹ năng cuồng bạo của boss ẩn, mấy tên người chơi đó chắc hẳn cũng không trụ được bao lâu. Đến giờ bọn họ mới hiểu ra rằng, bọn họ đã bị một tên lính xương tính kế, còn tôi ở phía sau nhẹ nhàng giải quyết đám người đang bỏ chạy. Mà tôi cũng vừa thành công giết được một người chơi, điểm tiến hóa vừa khéo tăng thêm 20 điểm. Đinh, bạn đã đủ điểm tiến hóa, có tiến hóa hay không? Tôi quả quyết lựa chọn tiến hóa. Ngay thời khắc này, hệ thống tiến hóa ẩn cuối cùng cũng khởi động,